Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công điện số 1070 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về mở đợt cao điểm tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, lộ trình triển khai thực hiện chia làm 3 giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1, ra quân tuyên truyền vận động người dân tổ chức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn, thực hiện từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023. Giai đoạn 2, ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm, thực hiện từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023, trong đó tổ chức ra quân đồng loạt vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2023. Giai đoạn 3, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là trong thời gian thực hiện tỉnh an toàn giao thông, thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh phân công phòng quản lý đô thị thành phố là cơ quan thường trực, đồng thời phối hợp với công an thành phố, các phòng đơn vị liên quan tham mưu triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xây dựng thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông, góp phần xây dựng tỉnh an toàn giao thông theo tinh thần nghị quyết số 87 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, ngày 14 tháng 4, thành phố Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngày 17 tháng 4 đã chỉ đạo 100% các phường ra quân tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông.